Xin chào tất cả các anh em. Thì trong cái bài này thì chúng ta sẽ tiếp tục đi đến cái bước thứ hai. Thì cũng như anh em thấy rồi, đây là cái phôi gỗ mà tôi cắt ra làm hai, tôi làm hai ong. Thì chúng ta sẽ làm ra như vậy. Thì như tôi nói rồi mà, tôi nhận một pho, hai pho, mà tôi lấy một pho thì để tôi chia sẻ hướng dẫn với anh em. Còn cái pho này thì tôi làm nhanh, tôi cho xong cho khách. Thì hai sản phẩm này thì tôi làm mini, cái mẫu CNC tôi nhận là 3 triệu một ong. Nên khi làm thì cũng không quá gọi là công kỹ đâu. Ở đây là tôi chỉ làm thông thường, còn nếu công kỹ thì nhận phải cao hơn nữa. Nhưng mà hướng dẫn cho anh em thì tất nhiên thì ở cái trình độ trung bình này thì được rồi. Còn cao lên nữa thì về sau anh em làm được như vậy thì anh em tự nâng cao trình độ là được. Đấy, thì đấy là cái tương lai mà mình đang hướng tới trong cái loạt video này. Thì như anh em cũng thấy rồi, hôm trước là tôi có nói là sẽ đi tới cái giai đoạn là làm mặt, phá ra, cắt ngang, cắt dọc, vẽ. Rồi bây giờ tớ là làm cái gì trước cho nó dở, làm cái gì sau. Thì bây giờ là chúng ta sẽ làm mặt trước. Thì như tôi nói mà, khi mà làm mặt thì chúng ta sẽ lấy được cái tỷ lệ tương đối là chuẩn. Lấy xuống cái phần cổ thì chúng ta sẽ lấy xuống được cái phần vai, phần vai với phần ngực, đúng không? Thì đây là cái kinh nghiệm cá nhân mà. Đây là những cái máy móc mà mình sẽ sử dụng trong cái bài này. Đấy, thì đỡ mà phá mà nhanh ấy, thì anh em cũng phải mua một số máy móc như mình. Thì có thể là làm xong video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em thao tác máy nó rõ hơn. Nhưng mà trước mắt ấy, thì giới thiệu cho anh em một số những cái máy với mũi cái này. Đây, thì như phá thì mình hãy sử dụng cái mũi trái đao lớn, một mũi nhỏ, mũi này thì trung. Đây là dòng máy Kino lớn đấy, còn đây là cái dòng máy xanh mình đỡ cái mũi loại cốc 3 để nó phối hợp phá. Đây là máy máy xanh này 36 đấy, còn đây là Kino đấy. Còn máy phay này thì thực tế thì anh em không nên dùng cái mũi chỉ đào lớn với lại là cắt cưa cũng được, cắt cưa nó vẫn dở hơn là dùng phay. Phay nó rất là khó, anh em tự học ở nhà thì không nên mua. Tôi cũng không có chỉ cho anh em giờ làm cái phay đâu, cái phay nguy hiểm lắm. Thì như hôm trước tôi nói rồi, tôi cắt bị lém ngay chỗ cái phần râu, nên bây giờ tôi đưa vô một chút. Thì khi mình làm thì mình cắt ngang cắt dọc thì anh em cũng thấy, tôi cũng nói với anh em là khi cắt là mình chừa ra một ít. Để khi mình làm nó gặp vấn đề lỗi gì đấy thì mình còn thu vô được. Đấy, như hiện tại là tôi thu vô một tí thì vẫn ổn, rồi vẽ lại. Anh em phải nhớ kỹ là cần phải trong cái bài này là làm mặt trước, sau đấy là nhìn mặt ngang, phối hợp vẽ, vẽ lại cho nó rõ ràng. Cái đấy là những cái cơ bản để mà nó giúp cho mình đi từng bước nhỏ cho tới hoàn thiện. Thì sau này mà quen rồi thì anh em cũng, đây là tôi hướng dẫn cho anh em, nên nó nhiều cái thì đối với khả năng của tôi thì tôi chỉ cần vẽ sơ qua một tí là tôi làm lần hai lần, tôi vẽ lại hai ba lần là ra cái khuôn mặt tương đối. Nhưng mà để hướng dẫn cho anh em thì tất nhiên tôi phải làm kỹ. Khi mà vẽ ngay từ đầu đỡ mà lấy tỷ lệ xuống với cái chiều cao thì tất nhiên cái phần đầu rất là quan trọng, phần mặt rất là quan trọng. Nên khi làm thì chúng ta phải lấy được cái phần đầu, phần mặt đi xuống cái tỷ lệ xuống tới cái phần cổ, là tới cái giai đoạn đấy là chắc chắn là anh em sẽ lấy được xuống phần vai, phần bả vai với phần ngực, nó rất là tự nhiên mà đẹp, không bị sai số nhiều. Nhưng mà cái yêu cầu là chúng ta phải lấy được cái tỷ lệ cái khuôn mặt đúng như những gì mà chúng ta vẽ ngay từ đầu. Đấy, nó rất là đơn giản, lý thuyết thì đơn giản đúng không, còn thực hành thì nó khó.
Thì trong nhiều bài viết á, thì nhiều bài mà mình làm cho anh em thì trên YouTube của mình thì mình làm rất là nhiều video hướng dẫn làm mặt rồi. Nên đây là ở đây thì mình muốn chia sẻ những cái gì mà có thể là anh em cứ như mình làm đi, rồi mình chia sẻ những gì mà cần thiết trong cái quá trình mà làm đấy, để anh em có thể là có lửa anh em cố gắng anh em làm. Cái cô mà chia sẻ gì kỹ thuật thì mình nói mình có chia sẻ nhiều nữa vẫn phải anh em phải thực hành đấy, còn nhìn là cái quan trọng. Có thể xem lại những video làm mặt của mình để bổ trợ thêm. Ở đây thì mình không có cắt, mình không có cắt mở cái đoạn nào hết, mình chỉ nhân 3 lên tốc độ. Khi làm sơ qua rồi thì anh em cứ vẽ lại. Nếu mà như mà anh em có cái cục đất ấy mà anh em nặn ra mua cái cục đất màu ấy, anh em nặn ra được cái khuôn mặt ấy, nếu mà làm được đấy thì khi mà làm gỗ anh em cũng sẽ làm rất là cảm thụ nó mạnh hơn nữa. Tại vì mình nặn đất ấy, thì mình có thể điều chỉnh theo cái tỷ lệ mà mình muốn, mình có thể làm được thoải mái. Nó có bị sai số thì mình có thể là dán thêm hoặc là mình lấy bớt đi. Còn làm gỗ ấy, thì nó chỉ có ăn vô rồi mất thôi, anh em không có hốt lại được. Nên có thêm một cách nữa là anh em có thể là mua đất nặng đi nha, có thể nặng đại khái để mình biết cái hốc mắt này, mũi như miệng nó như thế nào thì nó rất là đơn giản. Đấy, khi mà lấy sơ bộ xuống cái khuôn mặt thì anh em cần phải phá xuống cái phần vai với ngực, phá sơ ra để nó lộ rõ cái khuôn mặt hơn, và mình tiếp tục là mình đi vô cái tỉ lệ cái khuôn mặt thêm một bước nữa. Cái vấn đề ở đây ấy, thì khi mà mình nói là mặt đã lấy tỷ lệ xuống ấy, nó dễ dàng ấy, thì anh em phải chú ý là ngay chỗ hai bên bằng hai bên dái tay á, ngay chỗ cái phần mà cầm ấy, phần cầm mà đi vô tay ấy, phải vẽ là cái chỗ đấy xác định cho rõ ràng. Cái khi mà làm thường thường ấy, thì mình làm mình sợ nó phạm thì mình đỡ lại nó rất là to, nhưng mà như tôi nói với anh em rồi, ngay từ đầu anh em xác định tỷ lệ khuôn mặt bao nhiêu ấy, thì chừng mình cố gắng mình thu vô tới mức độ đấy. Bây giờ là tập sai thì làm lại cái khác hơn đấy, nên mình đừng có lo. Có sai thì vẫn là ra cái tác phẩm nó hơi sai tỷ lệ một chút. Trường hợp anh em làm ngờ thì nó khác, còn mà anh em đang học thì đừng lo lắng, đừng sợ hãi, cứ phá cứ làm. Tất nhiên nguyên tắc là anh em phải tuyệt đối là cẩn thận, nhưng mà đừng có sợ hãi, đừng có lo rằng nó sẽ hư đấy nha. Nguyên tắc là như vậy, cứ mạnh dạn làm, phải tuyệt đối là cẩn thận nhưng đừng mang tâm sợ hãi. Hư thì lần sau làm lại, bảo đảm lần sau làm sẽ rút được rất là nhiều kinh nghiệm. Bởi vì như tôi nói mà làm cái khuôn mặt ấy, thì hay là anh em mới làm thì nó sẽ thành y như cái mặt nạ vậy đấy, nó hay là y như mặt nạ vậy, nên tôi mới nói là làm mặt trước, sau rồi ấy là mình qua ngang, mình xây ngang lại để mình nhìn xem thử là cái tỷ lệ cái khuôn mặt phía ngang ấy thì từ mắt tới cái lỗ tai nó là hợp lý chưa. Đấy thì đây nhìn ngang anh em nhìn này, cái miệng nó vẫn còn bị, mũi nó vẫn còn chưa có lộ lên cao quá đúng không, thì mình vẽ lại, tiếp tục vẽ lại. Đấy chỗ này thì bắt đầu tiếp tục vô là mình đánh lỗ mũi, muốn đánh lỗ mũi mà cao lên ấy, thì mình phải hạ tổng thở xuống này, hạ ngay chỗ hai bên mắt cái sống mũi, ngay chỗ chính giữa trán với lại mũi ấy. Đấy ngay chỗ đấy hạ đồng bộ xuống, rồi hạ cái hốc mắt trong ấy hạ xuống, rồi đồng loạt đi xuống luôn, hạ từ cái hốc mắt đi xuống. Nhìn trực tiếp thì nó cũng dở hơn rất là nhiều. Đấy, từ hốc mắt đi xuống thì mình đánh chỗ đây, cơ bản mình đánh cho anh em, nếu mà sợ quá thì anh em cứ đánh bằng từ chỗ hốc mắt ấy, nó tự nhiên hốc mắt anh em đánh bằng xuống để nó lòi cái mũi cao hơn. Miệng lúc nào cũng vậy đó, từ cái anh em chú ý nhìn mặt ngang của mình vậy, mình chụp hình này là từ cái miệng ngay chỗ mà dính liền với mũi nha, nó xuống cái phần môi ấy, nó sẽ cao hơn hai bên má rất là nhiều. Nếu mà chụp ngang ấy, mình thấy là cái miệng sẽ lòi ra rất là rõ. Nên khi làm thì anh em chú ý chỗ đấy, anh em đấy đánh hai phần má nó thấp vô một chút để nó đưa phần miệng cao hơn.
Tới giai đoạn này thì chỗ này thì anh em chú ý nha, vẽ lại cho nó rõ ràng rồi anh em làm cái chỗ mà đục mà đi vô cái tỷ lệ mà nó tương đối ổn thì mình mới lấy xuống cái phần cổ nó chính xác hơn. Tại vì như mình nói mà, khi mà giai đoạn đầu mà cắt cưa thì nó ra cái tỷ lệ mình chưa lại nó tương đối thôi. Rồi bây giờ mình phải làm cái khuôn mặt kỹ để mình xuống dưới cái cổ. Chứ thường thường là mình thấy rất là nhiều anh em làm ấy thì nó bị mất cổ, làm cái kiểu như cái đầu ổng nó dính với cái cổ ấy. Ngay cả bản thân mình cũng vậy mà. Nên rút kinh nghiệm, mình làm cứ là mình tập trung vô mình làm cái khuôn mặt, rồi mình lấy xuống cái cổ, ra cái cổ một chút rất là đẹp tượng. Mà không có cổ là nhìn nó cũng thuông, như đâu phải mặt giáp đâu mà mất cổ. Mặt giáp ấy thường thường giáp với giáp trụ nặng, giáp hồi xưa thì cái cổ nó cao thì nó che lấp mất một phần cổ đi thì mình thấy nó được. Như con này mang áo vải mà đỡ mất cái cổ thì nhìn nó kỳ lắm. Trong quá trình này thì mình chia sẻ về lý thuyết với lại cách làm nó cũng đơn giản thôi, còn về căn bản ấy thì anh em phải thực hành. Vậy còn mà mình làm càng kỹ, càng chia sẻ nó kỹ ấy, thì nó anh em mà chú ý vào tiểu tiết ấy, thì nó còn khó hơn. Nên vẫn là quan trọng ở nhà anh em thực hành. Còn về cái phương diện mà anh em mày mũi không biết ấy, thì đỡ là mình sẽ làm một cái video về mày mũi rõ hơn để cho anh em có thể ở nhà tự mày mũi. Mà mình cũng đã làm rồi, chứ không phải là mình không làm đâu, mình đã làm một cái video mày mũi rồi. Ở trong loạt video mà hướng dẫn từ A tới Z ấy, mà đục cái tượng ngồi thiền ấy, thì mình đã có chia sẻ cái video mày mũi. Nhưng mà sắp tới mình cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn, nhiều hơn những cái video làm mũi rồi nữa cho anh em nhìn. Đấy, khi mà làm lộ ra cái phần cổ rồi ấy, thì bây giờ mình vẽ lại rồi mình đi, mình cân hai bên phần bả vai nó dở hơn đúng không? Lúc này ấy, thì mình làm hai đường bả vai xuống nó sẽ dở hơn. Còn mà bây giờ mình làm cứ mình đi vô mình chừa cái phần mặt lại, mình làm xuống mình đi dài ấy, thì mình thấy là phải quen à. Căn bản là kinh nghiệm phải nhiều rồi. Còn mà kinh nghiệm không nhiều thì hay bị sai lắm, sai về tỷ lệ, bị non, tỷ lệ bị non. Hôm trước là tôi quay video cũng rõ lắm, tôi làm hết cái phần xuống cổ, xuống đồ ấy, rõ cổ ra, mà cuối cùng khi mà tôi kiểm tra lại là tôi chưa có bấm quay. Tôi không biết lý do gì, nhưng mà tôi kiểm tra lại tôi thấy chưa bấm quay, nên cuối cùng là nó mất cái đoạn sâu. Đấy. Nhưng mà tôi nghĩ cái gì đó cũng không phải tự nhiên. Thôi thì anh em ở nhà cứ cố gắng thực hành. Ra tới cái chỗ khuôn mặt đây xuống phần cổ đây là về lý thuyết với lại thực hành tôi cũng chia sẻ rồi. Anh em cứ thực hành đi. Đấy. Rồi hôm sau coi thử cái kết quả mình nó có giống với kết quả của tôi không. Hả? Cũng không có việc gì mà khó đâu. Căn bản là về máy móc, thao tác về máy móc thôi. Chỉ cho anh em sơ về cơ bản, hướng dẫn anh em cơ bản thôi, chứ còn lại nó không khó cái gì đâu. Làm mày mờ mình làm thôi chứ có gì đâu. Nếu mà anh em không quen thì cứ kiếm mấy cái phôi gỗ đấy, anh em làm theo kiểu mà tập làm cái phần đầu trước không cũng được. Rồi video cái bài này thì tới đây cũng là hết bài 2. Thì anh em chú ý ở nhà là cố gắng thực hành. Chú ý khi mà lấy xuống phần cổ rồi thì cái phần vai với lại cái phần ngực ấy cũng không phải là cao quá so với cái phần phần mặt. Nên anh em chú ý cái chỗ đấy, làm sao cho nó hài hòa. Đấy, thì video tới đây là kết thúc. Anh em cố gắng thực hành để chờ đón cái tiếp theo. Cái video tiếp theo là chúng ta sẽ phá xuống cái phần mặt trước. Rồi, video này đây là hết nha. Chúc anh em là cố gắng tập làm cho nó tốt.